Chào mừng quý bà con đã trở lại video tiếp theo của Trung tâm Cây Giống. Ngày hôm nay Linh xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sầu riêng Mon Thon Thái nha con, còn gọi là sầu riêng Đôn Na. Đây ha, trước màn hình quý bà con chúng ta nhìn thấy ha, đây là cái lô cây già hai cơ rồi nha bà con. Bên Trung tâm Cây Giống sẽ nhân giống, cái gốc ở dưới là gốc 2 năm nha, gốc hoàn toàn là được 2 năm hết nha bà con. Rồi cái lô này thì từ 2 phân đổ lên nè, quý bà con chúng ta nhìn gốc không? À, gốc rất là đẹp ha. Bên Trung tâm Giống chọn gốc rất là kỹ nha bà con. Trước khi mà bên Trung tâm Cây Giống xuất hàng hoặc là chọn hàng về nhân giống thì khâu đầu tiên chính là cái gốc nha bà con. Cái gốc nó rất là quan trọng đối với cây của chúng ta lúc ban đầu ha bà con. Đó. Gốc phải lựa là gốc thẳng này ha bà con, gốc thẳng, gốc mượt, đặc biệt là không có nứt thân ha. Lê cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều ha. Gốc láng nè, đặc biệt là không nứt thân. Nứt thân thì những cái con nấm bệnh hoặc là những cái cây á nó sẽ chậm lớn hơn ha bà con, nó sẽ bị xì mũ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị những cái con nấm bệnh tấn công làm cái cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ xấu đi, nó sẽ chậm lớn luôn ha bà con. Còn cái bo ở trên nè, bên Trung tâm Cây Giống sẽ ghép vào những cái bo đọt nên quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ, cái tược nó đứng nè, đó tược nè, tược nó đứng lên, cái tược nó đứng lên giống như vậy là chứng tỏ cái cây sầu riêng của chúng ta nó rất là khỏe mạnh rồi nha bà con. Đó, tược đứng tàn dù ha, cây nào nó cũng đang bung đọt bung tược đây nè. Đó, quý bà con chúng ta thấy không? Ly sẽ mời quý bà con chúng ta cùng đi một vòng xem từng cây hết nha bà con. Không phải riêng một cây, Ly cũng sắp thưa ra nè. Nên quý bà con chúng ta nhìn nó rất là kỹ, nó rất là rõ luôn ha bà con. Cây này thì quý bà con chúng ta về trồng liền là khá ok rồi. Nó vừa le những cái lá mới ra. Chúng ta thấy không ạ? Đó, tàn rất là tròn đúng không? Quý bà con chúng ta chọn sầu riêng, cái tàn này nè, nó càng nhiều, nó quay tứ hướng càng nhiều thì sau này cái ăn xuất trên cái cây của chúng ta nó sẽ càng nhiều hơn ha bà con. Tại vì cái cây sầu riêng nó không có ra trái ở trong cái nhánh chính nha, nó không ra trái ở trong cái thân mà nó sẽ ra trái ở ngoài cái nhánh này. Nên chúng ta lựa những cái nhánh nó nhiều, quay tứ hướng càng nhiều thì sau này cái trái của chúng ta mang trên cây nó sẽ nhiều hơn ha. Cây nào nó cũng như cây nấy, nó rất là đẹp. Đó, nó bung lụa lên nè. Đó, nhìn nó rất là đẹp ha bà con. Còn cái lô bên kia, cái lô bên kia là nó sẽ già cây 2 rồi nha bà con. Nó chuẩn bị lú cây 3. Đây, anh Nam ảnh quay cho quý bà con chúng ta xem. Gốc hoàn toàn là được 2 năm, gốc 2 phân đổ lên hết nha bà con. Gốc khá là to. Bên Ly không có làm gốc nhỏ, bên tiệc đó là không làm gốc nhỏ nha bà con. Cây sầu riêng gì cũng vậy, không làm gốc nhỏ. Cái này là mới có 2 cây nè, cái cây bên kia là nó sẽ đẹp hơn. Số lượng thì còn rất là nhiều. Nơi đây còn khoảng là 10.000 cây hết bà con. Chỉ ghép là sầu riêng Thái thôi thì bên Trung tâm Cây Giống ngoài cây sầu riêng Thái ra, sầu riêng Mon Thon ra thì còn có sầu riêng Ghi Sáo nè, sầu riêng Bà Lách Thon, sầu riêng Musakin. Còn trước màn hình đây là lô sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái thì quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt thì 3 năm rưỡi thì chúng ta bắt đầu để trái được rồi nha bà con. Khu vực miền Đông chuyển động rất là nhiều, còn khu vực miền Tây của chúng ta thì trồng cái thằng sầu riêng Ghi Sáo là nhiều hơn ha. Sầu riêng Mon Thon Thái thì chúng ta ăn nó rất là ngon, nó cũng mịn nữa, tùy theo quý bà con chúng ta cung cấp dinh dưỡng. Còn nói về cái độ màu sắc của cái cơm của thằng sầu riêng Thái này thì nó sẽ giống như là nó sẽ không có lên màu vàng giống như là sầu riêng Ghi Sáo và sầu riêng Musakin được nha bà con. Nó sẽ màu vàng mơ và đặc biệt đang được xuất khẩu với giá trị kinh tế rất là cao ha. Sầu riêng là thể loại cây nhà giàu nha bà con, trồng kinh tế rất là ổn định cho quý bà con chúng ta luôn, nhưng mà chúng ta lâu thu hoạch thôi ha, lâu thu hoạch thôi, nhưng mà cái cây của chúng ta nó giá trị rất là lâu năm, khoảng là từ 20 năm, thậm chí có cây nó lên tới là từ 30 năm, 40 năm luôn ha bà con. Còn lô bên đây thì mới vừa ghép, mới vừa già cây 1 nè. Mới vừa già cây 1, lú cây 2. Anh Nam anh đi vòng đường kia qua cho em đi, anh quay hết khu vực này cho quý bà con chúng ta cùng xem. Cái lô này thật sự rất là VIP nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn đầu tư thể loại cây giống sầu riêng Mon Thon Thái còn là Đôn Na Thái thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên Trung tâm Cây Giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn và sớm hơn luôn ha. Thì bên Trung tâm Cây Giống ngoài cung cấp cây giống ra thì luôn hỗ trợ kỹ thuật tại vườn cho quý bà con chúng ta luôn. Cách lên mô làm clip nè, cách đi hệ thống nước nè, cách trồng cây tại vườn ha bà con. Thì cô chú anh chị nào thật sự cần thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Còn cái lô này thì mới vừa nhú cây 2 thôi nha bà con. Nè, nó mới vừa nhú cây 2 thôi. Bên Trung tâm Cây Giống thì thứ nhất là đảm bảo chuẩn giống cho quý bà con chúng ta. Còn cái thứ hai là luôn cam kết cây giống chất lượng nha bà con. Quý bà con chúng ta thấy cái cây giống mà chất lượng cao thì quý bà con chúng ta đặt xuống thì cây nó sẽ hít luôn nha bà con. Còn nè, nó đang bung cơi nè, quý bà con chúng ta thấy không? Nuôi dưỡng bằng phương pháp hữu cơ hết nha bà con. Ở dưới thì tưới humic gia băng. Đồng thời ở trên thì cũng xài thêm những cái phun đọt nè, dưỡng lá này ha.
không riêng bên đây đâu, còn bên kia nữa. Anh Nam ảnh quay hết cho quý bà con chúng ta cùng xem hết cái lô sầu riêng Mon Thon Thái này nha. Số lượng còn khoảng hơn 10.000 cây nha bà con, gốc VIP nha. Gốc từ 2 phân đổ lên nha bà con. Bên ly có từ cái mắt ghép đi lên thì cao khoảng từ 25cm đến 30cm, tức là một cây đọt. Còn có lô thì nó sẽ cao 2 cây đọt và có lô cao 3 cây đọt nha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng sầu riêng thì chúng ta trồng tầm khoảng là 2 cây đọt thì nó sẽ vừa rồi. Ba cây đọt quá thì nhiều khu vực, giống như nhiều khu vực mà gió nhiều quá thì cái cây của chúng ta dễ bị tét bo lắm nha bà con. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Lê xin phép chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô sầu riêng Mon Thon Thái nha bà con, còn gọi là Dona. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì hoặc là thắc mắc vấn đề gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và phục vụ cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha bà con. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.